Tin tức tổng hợp cuối tuần của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những bản tin chi tiết. Châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố ông sẽ hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào của Anh muốn đảo ngược quyết định để ở lại Liên minh châu Âu sau tiến trình đàm phán Brexit. Bình luận trên của ông Juncker về khả năng London có thể gia nhập lại Liên minh châu Âu được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định Liên minh vẫn để ngỏ khả năng này nếu Anh muốn thay Đức. Angela Merkel đã lên tiếng kêu gọi các đảng viên của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD lựa chọn có trách nhiệm với nước Đức vì đảng này sẽ có một cuộc bỏ phiếu quyết định trong việc tìm kiếm một liên minh thành lập chính phủ với liên đảng Liên minh Dân Chủ Xã hội Cơ Đốc Giáo của Thủ tướng Merkel. Sau các Tổng thống Trump tuyên bố Nga đang giúp Bắc Hàn tránh được các biện pháp trừng phạt của quốc tế và Bình Nhưỡng đang gần hơn mỗi ngày với khả năng chế tạo được hỏa tiễn liên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn do Reuters thực hiện trong phòng bầu dục đặt các biện pháp hạn chế đối với truyền thông Nga, tuyên bố nói ngày 13 tháng Giêng vừa qua, các nhà báo Nga kỷ niệm ngày lễ nghề nghiệp của mình. Tại Mỹ, sự kiện này đối với họ đã trở nên ảm đạm bởi một quyết định nữa của chính quyền. Sau quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.